tại vì có thì cũng đỡ, bị gì vô lúc mà bệnh hoạn đau ốm mình có tiền chi tiêu á, Dạ. với lại những lúc mưa gió mà có tiền chi tiêu đi Dạ à. dạ. Vâng, ok. Rồi Thôi thôi chú nghỉ đi. mày có mua lại Rồi, ha, vâng, mày rồi. gọi lại Chào ha. chú nhá. Rồi Dạ rồi. Rồi, chào chú nhá, chào rồi chị rồi nhá. Dạ. Rồi, hello chị, rồi em chào chị. Rồi, con chào chú. Chú khỏe chứ? À, con chào chú khỏe không? Dạ. Này tên là gì chú? Con bé con Su. Su. Su, Su. Rồi, chào chú thì hôm nay tới đây thì sẽ có một cái món quà này cho chú nữa. Thì bây giờ ấy, là hôm trước ấy là cái người này có một nhắn với chú là như thế này. Thì con sẽ đọc để chú nghe là người này là ở Na Uy. Na Uy Là và con ơi, tất nhiên cái này không phải Mỹ hả? không, Na Uy là một cái quốc gia khác. Thì người này có nhắn với chú rằng là con cảm ơn điều tốt đẹp ông đã làm cho em bé. Nhờ đó mà cuộc đời thêm đẹp hơn. Câu nói của ông muốn lo trọn vẹn nên phải ưng mẹ nó. Vụ đó hả? Đó, và nên là vị khán giả này thì nói rằng là không có muốn nêu tên, không có muốn nêu tên và muốn cảm ơn chú thì có tặng chú một cái số tiền như thế này, thì con cũng gửi tặng chú nhưng mà con không nói số tiền và để chú kiểm, sau khi chú kiểm xong thì chú sẽ nói là bao nhiêu tiền đó, chú đồng ý không? Đó, Đây là coi là và thế, còn coi thì cũng phải có qua một nhận được một cái trước mới biết được vâng mấy đây cái sau. ok thì chú Nó tất cả đều nhờ cảm giác chứ vâng còn. thì bây giờ chú có cái đồng nào của chú để chú so không, giả sử con là một cái người lạ hoàn rồi toàn rồi rồi không biết gì cả rồi đó, thì bây giờ con gửi chú đó nhưng con không nói số rồi để rồi chú coi xem là như thế nào. Rồi, cái tờ của chú là bao nhiêu tiền đó? Cái tờ này 50 ngàn. 50 ngàn. Cái Ok. tờ mẫu tờ ở nhà. Trời ơi, nó mới ra tiền Tờ ở nhà 50 ngàn đúng không? Ờ. Ok. Con sẽ gửi biếu chú. Đây, con đặt máy xuống đây. Cái số tiền tặng đây. Đó. Đó. Thì giờ đấy. Đây là... Đây, chú con gửi chú. Bây giờ chú kiểm xong rồi. Chú kiểm xong, chú nói số tiền đó là bao nhiêu. Con không nói số nữa. Dạ. Đấy, các bạn hãy để ý chú sẽ có một cái cách là chú sẽ Có kiểm bao tra nhiêu tiền sáng đây. rồi nè? Này sáng nhất rồi vì trong nhà của mình tối quá. Không, chế độ mà Cái chế này độ anh mà chỉnh sáng nhất rồi đấy. chế độ sáng thì là À, không nói còn tối hơn nữa. tối cái Trời ơi. khoan khoan trong Đấy. em thấy kéo cái đó là nó sáng á, chứ không phải là nói đâu. Đâu. Cái này là anh phải tắt mà kéo hết lên đây là sáng rồi. Rồi, ok. Vô vô chồng à.
2.3 triệu. À đúng rồi. À. Rồi, đó thì nó có 11 tờ giấy 2. Dạ. Với là 1 đi 1. Dạ. Với 201. Dạ. Vâng, đó thì đấy gửi tặng chú để biếu chú để chúc chú sức khỏe. Đó thì tới vậy bây giờ nó được. Không không cần hát, chú đấy có sẵn sáo đấy thì chú thổi. Tại vì muốn hát thì phải ôn lại chút, tại vì ít khi dùng, ít khi hát lắm. Dạ. Mặc dù bài chính mình sáng tác nhưng mà ít khi hát lắm. Dạ. Tại vì không đó, cứ đừng biết thổi sáo về tới nhà lo nghỉ hơn ngơi rồi lo làm cái nhang chứ không có. Dạ. Giờ thổi. Dạ. Không giờ hát thì tôi cũng hát lắm. Nhưng mà hát thì đôi khi nó không có nhớ chính xác á, nó lục quên nó quên luôn ha. Dạ. Làm gì ạ? Ra đây. Đó thì chú thấy đấy, bây giờ có bài nào mà phù hợp cho cái người ở Na Uy này thì chú đấy chú xem chú gửi tặng giùm con. Đây đây có là ôn dạ. Đấy chú có thể đấy là tặng bài nào hay là nào đấy thì tùy chú. Biết là anh gọi qua cái người đó rồi cái xong rồi cái cho người đó thấy gọi cái mà như Facebook Zalo. Vâng, để không biết là bây giờ bên đấy có rảnh không đó. Rồi để em thử cái người đó thấy nghe tiếng sáo. Đó thì em quay, thế nên là em quay về thì em đưa lên là sẽ nghe thấy. Đó. Hay là thổi bài Giọt Mưa Thu đi. Vâng. Chứ còn bây giờ hát thì ôn thôi. Ok rồi, chú sẽ hỏi bài Giọt Mưa Thu đúng không? Bài Giọt Mưa Thu của đằng thấy không? Dạ. Gửi tặng cái người đó. Dạ. Với cái người mà là nói là con rơi gì đó. Dạ. Sẵn đây con tặng con luôn. Dạ. Ha. Thank you.
bài giọt mưa thu đặng Thế Phong đó. Bài giọt mưa thu. Đặng Thế Phong chỉ có hai bài à? Dạ. Bài giọt có thể không bến gì giọt mưa thu đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ cho mà về cho gửi lời cảm ơn hết mấy người. Dạ. Cái người mà ở Na Uy á. Dạ. Với một cái người mà nó con rơi gì đó. Dạ. Sẵn cảm ơn con là có cái công đem lại đó. Dạ dạ. Với công mà đi giùm người ta đó. Dạ. Giùm nhân người. Dạ. Chứ còn không có cũng khó biết được. Dạ. Thì bữa nào khi chú đi ngang chỗ con thì chú tặng con một vài bài sáo được không? Được chứ. Thế à? Đây hôm qua có bán được đó đó. Hôm qua bán à, chứ sao con không thấy? Tự không gặp thôi. Thế à? Hôm qua bán được đó. Dạ. Chỗ cái đường bệnh viện đi từ cái chở Nguyễn Duy Dương á. Dạ. Đi dài lên tới đường Nguyễn Tri Phương. Dạ dạ. Có bán được Nguyễn Tri Phương đi dài. Dạ. Xuống Hòa Hảo. Bán tới 10 giờ cũng vừa hết nha. Dạ. Bán cũng vừa hết nha. Dạ. Hết nha, bữa hơi sớm hơi 9 giờ. Thì thôi bây giờ kết lại chương trình đấy, chú xem đấy một bài nào chú tặng con nữa rồi con cũng xin phép đi về. Dạ, để dạ, còn dạ. Tiếp tục công việc. Dạ. Đó thì cũng con cũng thay mặt các cái vị khán giả đó là cảm ơn chú rồi chúc chú mạnh khỏe. Thì có dịp mà cứ đi ngang thì chú cứ ghé chỗ con. Đó. Nhà mình này chiều ngang mấy mét chị? Cái này 2 mét à? Ngang 2 mét còn dài mấy mét? Dài 5 mét, quy định của nhà nước cho nhà nào cũng vậy hết đó. Dài 2 mét. Ngang 2 mét, dài 5 mét. Vậy à? Vậy là 10 mét vuông. Này đây thì chú học hát rồi chú nghe xong chú hát lại hay sao? Đây căn nhà của chú, ở đây là cái chỗ rửa này. Đó, kia là cái bịch đựng rác này. Đây là một cái rido này. Tắm thì phơi đồ ở đây này. Đó, trên đây có một cái cầu thang gỗ đi lên nữa này. Đó, cái cầu thang gỗ đi lên trên này thì tối thui, tuần trước cũng không có biết. Không có dám leo lên nữa. Đó. Đây là cái cầu thang gỗ. Mình quay ở đây cái góc nó hơi rung nên là các bạn lưu ý á. Có chi thì các bạn thông cảm dùm á. Ở hai bên đây là các cái tủ của chú đó. Đấy, các cái chai nước uống thì chú để ở trên. Trên này là nhang. Đó rồi giấy vệ sinh. Nón bảo hiểm. Đây có một cái đồng hồ khá là mới. Giờ là 14 giờ. Đó. Chùa Linh Phước. Chú tính hát à hay là sao? Thôi chú cứ thổi bài sáo này đi. Vâng, giờ chú định thổi bài gì? Bây giờ thổi bài Con Thuyền Không Bến của Đặng Thế Phong luôn. Con Thuyền Không Bến, ok. Rồi mời quý vị các bạn nghe bài Con Thuyền Không Bến.
con thì không mến con lắm. Dạ, bài đấy thì con lại không có thuộc lời lắm. Đó là đêm nay thu sang cùng heo mây. Dạ. Đêm nay sương lam mở chân mây. Dạ. Thiền ai lại lững trôi theo dòng, nhưng nhớ thương ai chuồng tơ lòng. Dạ. Cái đó tác giả nói về một cái con thuyền, là nói về cái sự thương nhớ riêng tư đó. Dạ. Của tác giả. Dạ. Mà giữa lúc đó thì không có ai hết. Dạ. Cái con thuyền không bến là cái bài này tác giả làm xong bài này là cũng vừa mất đó. Ồ vậy ạ. Dạ. Ông có thuộc cái bài gì mà lòng mẹ không? Hay là cái ơn nghĩa sinh thành ấy, làm con phải nhớ ấy. Đấy. Nhưng mà chị thổi thôi chứ không có hát. Ông thổi cái bài gì ơn nghĩa sinh thành ấy, để công đức sinh thành. Vâng. Rồi làm con phải nhớ công cha như núi Thái Sơn thì đấy này loại đấy. Vâng. Quá cảm động cái đó luôn. Là công đức sinh thành. Vâng. Của Dương Thừa Tước. Dương Thiệu Tước. Dương Thừa Tước. Rồi. Dương Thừa Tước cũng có mấy bài hả? Dạ. Mấy bài gọi là đời đời đó. Dạ, để đời đấy. Chứ còn nhạc thì nói chung thì một tác giả là sáng tác cũng nhiều lắm, nhưng mà một số bài hay để đời đúng không? Vâng. Đúng rồi đó. Dạ. Như Y Vân thì chỉ có lòng mẹ hả? Dạ dạ. Y Vân cũng nhiều bài mà dạ. Mẹ. Còn rồi. Dương Thừa Tước thì công đức sinh thành. Dạ. Với lại một bài nữa là Tiếng Xưa thôi. Tiếng Xưa. Cái bài đó thì dạ. Cũng nói về cái cố đô Huế á. Dạ. Vậy thôi. Vâng. Thì thôi vậy thì chắc con xin phép con nghỉ về để chú con nghỉ ngơi rồi buôn bán. Thì chiều nay có đi buôn bán đâu không? Chưa biết là để tính coi. Rồi. Thế chúc chú sức khỏe nhé. Chúc cho con với lại gửi là chúc cho tất cả những người mà đã từng trợ giúp chú á. Dạ dạ.